Thì ví dụ như sắp tới anh đám cưới anh mời thì em có đi được không? Thì sắp sắp tới. Khi bạn cần giải trí, bạn không biết phải đi tìm đâu. Bấm vào vẫn vui vẻ, mình có những niềm vui thật lâu. Xem xong nhanh tay xem và like liền. Video xem xong quên mọi ưu phiền. Chốn bữa nhây mà vui, hãy cho mình một lượt subscribe. Yeah yeah. Vẫn là chuyên mục quảng cáo đồng hồ vẫn đeo nằm ở đây. Hello xin chào. Hello xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel của Vẫn Vui Vẻ. Thì có rất là nhiều anh em comment là anh Vẫn ơi, sao lâu quá không thấy làm clip với Thùy, hay là lâu quá không thấy Thùy xuất hiện. Đó thì nhiều anh em thì chắc chắn biết là Thùy qua Mỹ rồi, cho nên là vẫn không thể nào quay clip được. Đó thì cũng lâu lắm rồi, cũng không có gọi hay là nhắn tin nói chuyện với Thùy, cho nên là hôm nay thì thấy anh em, nhiều anh em comment quá, cho nên mình đã quyết định mình làm clip này để mà mình gọi điện mình hỏi thăm tình hình của Thùy, xem thử bên đó dạo này cuộc sống như thế nào. Và cũng sẵn đây có một vài câu hỏi muốn hỏi Thùy này kia cho vui luôn, và sẵn quay clip lại cho anh em cùng theo dõi luôn. Ok anh em, bây giờ mình sẽ bắt đầu gọi cho Thùy nha. Bây giờ bên đó là giờ này Việt Nam mình là buổi sáng, thì bên đó chắc cỡ tầm cỡ tối khuya rồi đó mọi người ạ. Ok anh em nha, hy vọng rằng bạn ấy sẽ bắt máy. Ok, mình gọi là phải bắt máy chứ đúng không? Mình không nói cho nó là cho Thùy biết là mình có quay nha anh em, không để nó không dám nói chuyện đâu anh em, hiểu không? Rượu nào dành cho người say, chót phương bao ta lạc, chân tình đâu chẳng thấy, có phải nhân dân đổi thay? Rồi sao còn mãi chất chứ đôi đâu còn ngoài. Trời buồn trời cũng bay, gió cũng chẳng ngoài. Ở em đang trong nhà vệ sinh hả Thủy? Là nhà em hả? Thì không, thì phải nhà em không? Thôi nói chung là mới lâu lâu gặp nói chuyện mà chúng mình không nên hỏi sâu như vậy đúng không? Ta đúng, lâu lâu gặp nói chuyện ta phải vui vẻ đúng không em? Không. Anh có phải là tư vấn bảo hiểm hay làm gì đâu mà em mới quên kêu là nói lẹ đi. Anh đâu không, mà anh cũng giống vậy á. Ủa sao bữa nay em lại đeo nhẫn ở ngón này? Không có đâu. Ủa sắp cưới chồng hả? Hả? Ủa thiệt á hả? Ừ. Không, thiệt do anh nghe đồn là em sắp cưới chồng, cho nên hôm nay anh gọi anh hỏi nè. Do rồi tự nhiên gọi phát thấy có cái đeo nhẫn ở đây luôn trời. Đeo lâu rồi. Đeo lâu rồi hả? Chứ bình thường là người ta phải đeo đây, ở đây nè. Đây, bên đây. Lịch sử lên, chúng ta lịch sử lên nè, văn minh lên. Mình qua Mỹ mình phải văn minh lên. Dạo này cuộc sống sao em? Dạo này thấy im hơi lặng tiếng lâu quá, cho nên anh hôm nay là anh tự nhiên anh thấy ở Việt Nam á dịch nhiều quá. Anh thấy ở Việt Nam bữa nay người cựu bắt đầu dịch Covid trở lại. Ủa có hả? Ừ. Dịch gì? Dịch Covid á, bữa ngoài Hà Nội bữa nay nó dịch trở lại rồi. Ừ, xong rồi cũng có nhiều người chết nữa, cho nên là anh gọi cho em nè. Không nghe gì hả? Nói gì vậy? Ấy là dạo này khỏe không? Cái hàm răng mới làm phải không? Trắng nha, hơi trắng so với cái mặt nha. Không, hàm răng tự nhiên ba. Không, răng tự nhiên. Ok, tự nhiên, hơi trắng so với mặt với lại hơi vuông nha. Răng tự nhiên làm cái nó trắng á.
Thôi bớt lại nè, mình ấy ấy là anh đang hỏi là dạo này em khỏe không? Khỏe. Khỏe hả? Thấy rồi, vậy là khỏe rồi. Thấy rồi là khỏe. Dạo này rồi em học xong chưa? Xong rồi. Học xong rồi. Dạ, không, ý là hồi là anh nghe em nói là học xong là em sẽ về Việt Nam, mà bây giờ anh chưa thấy em về Việt Nam cho nên anh nghĩ là chắc chưa học xong á. Đi làm. Vậy là làm luôn bên đó hả? Ừ, nên đi làm mà. Học xong phải đi làm chứ. À vậy hả? Anh tưởng đó là học xong về Việt Nam làm. Học xong phải đi làm lấy lại vốn xong rồi mới về Việt Nam. Hồi cách đây mấy hôm anh có gặp Dương, Dương nói với anh là hiện tại là em hồi trước ở Việt Nam là thu nhập của em một tháng cỡ 1.2 tỷ. Wow. Thì là chưa thì không đủ là trang trải cuộc sống, cho nên là em quyết định là em qua Mỹ để em học thêm để một tháng thu nhập đó khoảng cỡ 2.1 tỷ thì em mới về Việt Nam. Thì hiện tại thì em sắp đạt con số đó rồi. À, thì anh nghe Dương nói vậy chứ còn anh thì anh biết. Hả? Điên à, bán bảo hiểm với đa cấp thì cũng lấy đâu ra thu nhập 1.2 tỷ. Hả? Đúng rồi. Nhưng mà em nghe mấy cái vụ đó không? Làm gì đâu có, bữa nay anh bán đây, anh bán 3-4 tháng nay làm gì được thu nhập vậy đâu mà em cứ nói vậy. Hả? Bán bảo hiểm vì nhân sinh sức khỏe mà coi chân chơi coi nè. Xong có đứt cả nhà. Bảo hiểm phải có đứt nha. À, có đứt chứ. Ồ vậy chứ hồi nào em mới về Việt Nam Thùy? À chắc không biết nữa. Không biết luôn hả? Chắc trong năm nay. Trong năm nay luôn? Ừ. 2023. Ừ. Em về làm gì? Em về cưới chồng hả? Ủa hỏi chi vậy? Cái con nhỏ này vui ghê tự nhiên. Bây giờ anh em bạn bè lâu ngày anh gọi anh hỏi thăm em thiệt, anh hỏi thiệt. Ý là giống như là anh có cảm giác như là em nghĩ là anh đang gọi hỏi giỡn hay là anh đang hỏi địa em vậy á. Đúng rồi, thiệt. Chắc có lẽ là do cái... Không, thiệt đâu. Không, chắc do là cái thái độ hỏi của anh. Bây giờ anh hỏi lại nghiêm túc nè. Ok. Thế là em về Việt Nam em cưới chồng hả Thùy? Ủa, kỳ ta. Thằng điên mày. À, dạ, thôi, cái chuyện chồng con thì phụ nữ hỏi thì nó nhạy cảm quá đúng không? À, vậy thì em dự định khi nào em sinh con vậy? What? Dạ thôi, mấy câu đó hỏi nó cũng kỳ quá. Ok, nó cho lâu ngày quá mà từ cái lúc mà em qua đến giờ thì mới gọi có một lần à. Thì bữa giờ anh cũng làm YouTube á, mà mấy anh em trên kênh của anh hỏi nhiều quá. Kỷ lục luôn. Cho nên là hôm nay anh quyết định là anh hỏi nhưng mà anh tính là quay clip lại. Nhưng mà sao ta, kiểu mà anh chưa hỏi ý kiến của em mà anh quay thì nó kỳ quá. Đúng không? Ủa? Em đó giờ có lịch sự đâu. Đó cái con bé này ta cứ đang vô cái đàng hoàng đó là mà. Nhiều khi đang có cái camera kế bên không biết luôn á. Em nghĩ sao vậy nè, anh cho em coi nè. Làm gì có. Không, anh bữa nay anh đàng hoàng. Nhiều khi đang quay màn hình. Trời ơi con này, ta chụp màn hình cho coi nè. Không có quay màn hình chứ. Không thiệt nghiêm túc. Ủa chứ bây giờ anh tự nhiên anh nói chuyện với em thì anh quay làm gì cho nó mệt, hiểu không? Không có quay. Ờ bên anh thì nhiều anh em hỏi thăm quá. Có mấy anh em là nói là sẵn sàng là khi nào mà đợi em về là có thể là mang chầu câu qua cưới á. Wow. Qua kiểu như hỏi thăm em á. Anh có. Ờ, anh có một thằng bạn nó sẵn sàng là nó bán đất nó gì đó để nó qua nó hỏi cưới em, nó đợi em về á. Nhưng mà thằng bạn đó em biết luôn. Bạn đó nó có tên, nó có chữ giờ ở đầu tên á. Không anh nói thiệt, đó là nói thiệt. Nhiều anh em hỏi là rất là nhiều, hỏi nhiều lắm. Anh đã tổng hợp, anh đang cầm điện thoại, có nghĩa là
câu hỏi thì rất là khoảng cách, tao phải có 1.500 câu hỏi á. Wow. Nhiều rất là nhiều. Thì em đi qua bao nhiêu năm rồi, em nghĩ em đi qua bao nhiêu năm rồi đúng không? Rồi. Rồi, cho nên là anh sẽ tổng hợp những cái câu mà mọi người hỏi nhiều nhất để anh, có nghĩa là để anh coi thử thì em sẽ trả lời nó như thế nào á. Bởi vì anh hiểu tại sao mà mọi người lại hiểu hỏi nhiều đến như vậy. Mọi người hỏi nha, phải đúng mọi người không? Có chứ trời. Hay cái mặt của anh. Đúng mọi người không? Ủa chứ anh thì anh nói, ví dụ như anh thích thì anh hỏi em thôi, chứ cần gì mà anh phải nói là mọi người hỏi. Coi. Ai chứ Ở đây nè, ví dụ như câu đầu tiên em nghe các em biết mọi người hỏi nè. Ví dụ là cái gu người yêu của em là cái gì? Cái gì giờ hỏi gì á? Thì có nhiều anh em trên kênh quan tâm lắm, bởi vì anh em đều mong muốn là trực chờ, gọi là trực chờ mong đợi em về Việt Nam, cho nên là hỏi cái gu người em là gì để biết là người ta có hợp hay không, để người ta còn biết người ta chờ. Giờ là sao? Em có người yêu mất rồi, cho nên là đừng có hỏi gu người yêu nữa đúng không? À, sao cái đồn tới người yêu là con này nó kỳ vậy ta? Bỏ qua đi. Ok, rồi một câu hỏi nữa nè. Nếu anh Vĩnh qua Mỹ xin ở nhờ nhà chị Thùy thì chị có ok không? Cho. Được, qua đi. Wow. Đây bạn đó, bạn note nữa. Nếu chị có trả lời có thì anh phải cảnh giác nhé. Không, ý là bạn fan đó, bạn nhắc cũng đúng. Nếu mà em đồng ý thì cảnh giác nhé. Anh nghĩ anh có cửa. Ủa anh nói gì? Anh nghĩ có cửa. Không, anh sợ. Không, anh sợ là. Không, anh sợ là. Không, không. Bao năm rồi, có nghĩa là nếu mà như hồi như mấy năm trước mà còn thời gian trước là sẽ dạy đúng không? Không bao giờ. Ít ra cũng phải kiểu như được suy nghĩ chứ ta. Em gật liền làm anh kiểu như trả lời thẳng thừng liền, không cần cái suy nghĩ. Thôi tiếp tục một câu hỏi này anh nghĩ rất hay nè. Câu này rất hay nè, anh thấy rất là nhiều người hỏi luôn, cho nên anh đã chụp hình lại mà anh đợi có dịp anh mới hỏi nè. Nha. Câu này là anh Vĩnh ơi, chứ hồi trước chị Thùy thích anh không thích lại nên chị Thùy bỏ qua Mỹ đúng không anh? Hả? Bạn cái nick này bạn đó tên là Lục Tung Thùng Rác Tìm Xác Em Yêu á. Đấy là không bao giờ có chuyện đó không. Ví dụ như trên đời này mà không còn con trai nữa là tôi sẽ mê gái, chứ tôi không bao giờ. Chỉ còn một mình trên đời thì tôi sẽ trồi dẫn ra. Không bao giờ có cái chuyện đó xảy ra luôn. Không. Trời, có sập xuống thì cũng không bao giờ có chuyện đó, hiểu không? Đó là thái độ của một người phụ nữ đang kiểu hận tình. Đang kiểu hận. Rất là kiểu vậy. Không, có nghĩa là Thùy ấy nói này nè. Ví dụ như nếu mà anh có đặt cam ở đây thì em mới ngại. Còn bây giờ đây chỉ có anh với em nói thì mình không có gì phải ngại. Em cứ nói thẳng. Thì đó là cái lời từ đáy lòng của em luôn á. Không, khi mà người ta nói xạo là mắt rất là hay chớp, em đang chớp mắt rất nhiều. Không, bây giờ là em kiểu phòng vệ rồi. Không, bạn ơi, bạn hỏi câu khác đi, bạn đừng hỏi câu đó. Ví dụ như gì? Ví dụ như là trên cái trái đất này á, mà không còn con trai nữa, thì tôi sẽ chuyển, tôi mê gái. Tôi sẽ chùi dẫn ra, hiểu không? Ok, đó là một trong những câu rất là dối lòng. Nói cho bạn Lục Tung Thùng Rác Tìm Xác Em Yêu, nếu mà bạn có nghe được câu này thì chắc bạn cũng cảm nhận được là câu nói của Thùy thiệt hay là giả, đúng không? Đang tính hỏi cái gì hả? Đang tính hỏi cái gì mà câu này câu nhìn nhiều người hỏi. Còn câu hỏi gì nữa không? Phải tiếp đi.
còn một câu nữa nhiều người hỏi lắm mà anh kêu là cái câu này anh không cần chụp lại mà anh sẽ hỏi em luôn, mà tự nhiên tạm thời không nghĩ ra. À, nhiều người làm cái này là không phải là câu hỏi mà ghi trên YouTube mà gặp ở bên ngoài hỏi, cho nên là anh không có chụp màn hình được. Kiểu như nhiều người hỏi là vì như cứ gặp á xong cứ hỏi ê vẫn con bé gì kiểu như nhớ mày mày á, thì lâu quá mà kiểu bé gì mà nó giờ nó đi qua Mỹ rồi em, tên gì đó, tên gì thẩm thẩm á, tên Thùy Thùy, tên Thùy đó, thì lâu lắm không thấy lên clip, thì anh kêu là qua Mỹ mất rồi thì không lên clip được đó, xong mới kêu anh thích bé lắm, xong cái anh mới hỏi là tại sao thích. Không, cái này là thiệt lòng luôn á, nhiều người hỏi lắm, hỏi tại sao thích, anh kêu là nhìn trên coi clip thấy bé nó thùy mị, thấy dễ thương, thấy nhẹ nhàng, kiểu cái gu cũng kiểu anh thích đó. Nhưng mà thì em biết rồi, tính anh thì tính nói thật, anh đoán anh sẽ nói gì với mọi người. Thì em đoán coi, em nghĩ coi với như anh thì anh sẽ nói gì? Không, đối với cái bản mặt như anh thì anh không bao giờ nói tốt đẹp gì em. Đâu, anh nói tốt chứ. Anh nói tốt. Bao năm em biết tính anh lắm. Anh kêu là trên clip vậy thôi chứ ngoài nó dữ lắm. Đó, giống như vậy nè, thấy không? Giống như anh với em đang nói chuyện vậy nè. Thấy không? Em thấy hồi nãy giờ thấy không? Không, nhưng mà em giữ trong sự nhẹ nhàng. Wow. Giữ trong sự nhẹ nhàng. Gọi là thâm á. Không thâm rồi. Giữ trong sự nhẹ nhẹ. Thì sao? Thì còn nó... câu hỏi gì nữa không? Còn nhiều lắm, nhưng mà bây giờ nếu mà hỏi nữa thì chắc hỏi tới bao giờ, hiện tại bây giờ mới nói mấy giờ Thuyền? 12 giờ mấy rồi? 12 giờ mấy rồi hả? Ừ, hỏi lẹ đi ngủ nè, trời ơi. Trời. Đi làm. Trời ơi, thấy chưa? Bởi vậy đó. Phiền quá, phiền luôn á. Bởi vậy làm sao mà người ta có hỏi thăm, bây giờ mỗi lần bạn... Thời mùi hình không bao giờ gọi, tới lúc mà gọi là thấy có vấn đề rồi. Người ta hỏi gọi là người ta hỏi thăm. Còn em nhắn là chị nhắn tin nhờ. Nhờ cái gì? Đó không, từ giờ em lục tin nhắn gần nhất rồi, anh có cái account nào YouTube có like được không? Nhưng mà còn nhờ nữa không? Hả? Đọc thì tao không có. Ủa, nhưng mà vẫn là nhờ. Ồ, đồ quá nhờ. Không có giúp được cái gì. Ồ. Cái đó đâu có tính. Ồ, đồ. Rồi chẳng chờ. Nhưng mà người ta nhờ, nhưng mà phải giúp được thì mới gọi tính. Nhưng nhờ đâu có giúp được đâu. Rồi bình thường buổi sáng mấy giờ em đi làm? 10 giờ. Bắt đầu 10 giờ sáng đi làm, bao nhiêu giờ là về? 7 giờ tối đấy hả? 7-8 giờ tối mới xong. Có khi 10 giờ mới xong. Em thấy ở Mỹ với Việt Nam em thấy ở đâu em vất vả hơn? Ở Mỹ. Ở Mỹ vất vả hơn hả? Ừ, ở Việt Nam xuống hơn, xuống hơn nhiều. Đó, vậy đó mà vẫn là thích qua Mỹ, mất đi học xong rồi lại vất vả hơn. Nhưng mà nhiều tiền hơn. Gì? Nhưng mà nhiều tiền hơn. Nhiều chuyện gì? Nhiều tiền hơn. Nhiều tiền hơn. Đúng, bây giờ mình phải cố gắng, giống như là bây giờ mình bỏ ra một số tiền để mình đi học rồi, hiểu không? Bây giờ mình phải cố gắng mình đi làm, mình cài để mình lấy lại cho sau khi mà mình lấy lại mình có dư thì mình mới về Việt Nam. Wow. Rồi ok. Rồi bây giờ là nói chung là cũng khuya rồi, để em ngủ thì anh chỉ còn một câu cuối cùng thôi. Thì ví dụ như sắp tới anh đám cưới anh mời thì em có đi được không? Đám cưới? Ừ. Chừng nào? Thì sắp tới. Nhưng mà đợi anh về mới đi nha. Rồi em về mới làm. À, vậy là tao đám cưới tao phải đợi mày. Cái anh nói với bên nhà gái, ví dụ như anh cưới vợ anh nói về thôi gia đình vô hoãn là đi chứ con có đứa bạn bên Mỹ nó chưa về được, từ từ cưới. Đúng. Đù, ghê nha. Vậy ok, vậy thì phải cái quà mừng cũng phải xứng đáng. Rồi bây giờ nếu như vậy thì em về phải coi xem ok không thì mới. Nhiều khi tội người ta lắm. Em làm cho anh cảm giác giống như em là trưởng họ. Em là một cái vị gì đó cao, tối cao trong gia đình, giống như là em quyết định anh là cưới thì mới được cưới. Có nghĩa là giờ giấc anh em quyết định. Rồi xong rồi cái người mà anh cưới thì em cũng là người quyết định.
ông nói chị chứ em về em coi, em về em nhìn xem em có chứ không tội người ta lắm, một trời con gái người ta mà nghĩ sao. Thôi bỏ đi, ví dụ như vậy thì ví dụ như nếu mà anh chờ được cái lúc mà em về Việt Nam để dự thì ví dụ như vậy thì em sẽ mừng đi mừng bao nhiêu Thùy để anh biết đường anh còn chờ nó xứng đáng á. Mừng bao nhiêu ạ? Ừ. Thôi vậy là em tình cảm anh em bao nhiêu năm nay mà tiền bạc đem đi sao tiền bạc vô này nó kỳ cục đúng không em? Ừ. Đi đại 10 triệu đấy. Gì? Đi đại 10 triệu đấy. Có cái nịp nè. Thì bây giờ ủa ví dụ như bây giờ thì anh cưới lúc nào cưới em bây giờ em cứ gửi đại đi rồi anh cưới lúc nào anh cưới. Thôi à, anh gì anh quyết định ngày mai anh cưới còn em anh coi như là dạ anh đã mời rồi nha, ok em nha. Dạ mang thì một cuộc nói chuyện không có một cái gì gọi là không có gì gọi là cái gì hòa hợp, không có gì gọi là cái gì gọi không có hợp rơ, không có hợp cảm một chút xíu nào. Anh cũng vậy, anh cũng như một tấm gương phản chiếu với em vậy á. Em sao thì anh vậy? Đúng. Ai cũng vậy mình cần nên có những cái cuộc nói chuyện như vậy. À, nói chung là ok, lâu lâu gọi hỏi thăm chứ để mà tự nhiên bây giờ Covid quá tự nhiên không lâu lâu không thấy em gọi nói chuyện nữa mà ấy đó ấy. Mày chết nhiều hơn Việt Nam, đừng có nói vậy. Mày đừng có nói vậy, mày đừng có ban vô câu kia. Không, giờ ở nhà không mà, đâu đi đâu đâu. Anh đi ra đường nhiều, không có chừng. Không anh, ủa có chân gì? Đó. Không, anh chích 8 mũi rồi, yên tâm. Thôi vậy hả, chích nhiều quá, cũng coi chừng. Đúng rồi. Thôi, thì mày nói vậy mà vậy coi chừng. Bữa có mấy ca 8 thì sắp thuốc, coi chừng nha. Thôi bớt nha bạn. Thôi ok, nói chứ hôm nay gọi hỏi thăm em lâu quá không gọi hỏi thăm. Thấy cảm ơn ạ. Thấy vẫn khỏe. Rồi thấy đang chắc cũng gặp được một người có cùng định hướng rồi. Và cũng đang có dự định sắp về Việt Nam rồi thì nói chung là điều rất là vui. Và về Việt Nam thì nhớ rủ rê gặp mặt rồi cho nó vui. Gặp làm gì? À thôi có lẽ cuộc nói chuyện chúng ta kết thúc ở đây.